Thời thanh thiếu niên, ông Liều Chỉ Khiền, sinh năm 1970, bôn ba khắp nơi mưu sinh, học võ, học nghề múa lân sư rồng. Cơ duyên bất ngờ, ông trở về quê hương dạy tiếng Hoa, từng bước được địa phương hỗ trợ học bổ túc và học tại chức. Đến năm 42 tuổi, ông mới chính thức tốt nghiệp Đại học Sư phạm chuyên ngành tiếng Hoa. Dù con đường học tập không mấy suôn sẻ, nhưng ông Khiền là người giỏi làm kinh tế. Ông mở một xưởng in, tạo công ăn việc làm cho thanh thiếu niên địa phương, trong đó có cả những người khuyết tật. Để mở cái lớp tập võ, võ cổ truyền cũng như là lân sư rồng để khuyến khích các em vào tham dự. Vừa là cái sân chơi chung mà đồng thời cũng là những hoạt động nhằm giúp cho bà con địa phương mỗi khi có tổ chức lễ lộc hay là ngày Tết cũng mang đến cái niềm vui phấn khởi, cũng là những cái nét đẹp truyền thống. Khoảng những năm 2012, ông Khiền bắt đầu tạo những sân chơi miễn phí cho thanh thiếu nhi trong xã. Trong đó có đội võ lân sư rồng Hồng Thái Đường. Đội võ lân sư rồng Hồng Thái Đường quy tụ nhiều bạn thanh thiếu niên dưới 15 tuổi cùng đến tập luyện. Trong đó có những bạn hiện cũng đang là nhân viên của xưởng in. Năm 2010 thì mình đã có học tiếng Hoa ở trong đây, và trong vòng 2 năm thì thầy Liều Chỉ Khiền có mở lớp dạy lân võ. Và trong đó mình học năm đầu tiên và duy trì đến nay. Trong khoảng năm 2019 thì thầy có thành lập một xưởng in để duy trì cho thành viên trong đoàn lân có công việc ăn việc làm để có thể duy trì trong đoàn lân. Thầy thấy mình học được, với lại là biết nhiều chữ, cho nên là thầy đã kêu mình về hỗ trợ thầy bên phần in. Đã làm với thầy thì tính đến thời điểm hiện tại là hơn 10 năm. Suốt cái thời gian tập luyện ở đây thì em đã học được nhiều thứ, như tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, và em cũng đã tự tin hơn trong cuộc sống. Các môn sinh trong đội Hùng Thái Đường có đa số là con em tại địa phương và có hoàn cảnh khó khăn. Đến với đội võ lân sư rồng của ông Khiền, các em không tốn chi phí nào. Ngược lại, không chỉ là tâm huyết của một người thầy hết lòng truyền thụ, ông Khiền còn rèn giũa tính cách và dạy dỗ các em đạo đức làm người, tôn sư trọng đạo. Với lân sư rồng, các trang thiết bị tập luyện như đồ lân, trống, trang thiết bị biểu diễn đều cần có chi phí lớn. Ông Khiền đầu tư chi phí ban đầu và vận động thêm nguồn tài trợ. Khi có thể biểu diễn, các môn sinh đều được trả lương tương xứng. Thời gian sau này, ông Khiền lại tiếp tục mở thêm 3 lớp dưỡng sinh dành cho người lớn tuổi tại xã Thanh Bình, xã Cây Gáo và xã Bầu Hàm. Chỉ cần mình cảm thấy vui là chính. Và mỗi ngày nhìn thấy các em, nhìn thấy các cô chú, các cụ lớn tuổi đều có một cái sân chơi, mình cảm thấy mình rất vui và cảm thấy cái việc làm vô cùng có nghĩa. Chính vì thế, chỉ cần còn hơi sức và chỉ cần người hướng theo mình thì mình vẫn tiếp tục phát triển. Mỗi buổi chiều, trước sân miếu Quan Âm Thanh Bình lại vang lên tiếng trống, tiếng thành là não bạc vang lên thúc giục. Từng môn sinh thể hiện các thế võ, lân, rồng liên tục chuyển động khi dồn lên cao, lúc nằm rạp xuống đất, lúc đi, lúc chạy, lúc đứng yên, lúc xoáy người thuần thục nhịp nhàng. Và ở đó là người thầy nặng lòng với việc lưu giữ, duy trì, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian, tạo nên sân chơi lành mạnh cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên. Người đẹp hơn khi có chúa.